Hello hello, xin chào quý vị, xin chào tất cả các anh em đang theo dõi video này. Rất vui khi hôm nay tôi lại có mặt ở đây để minh chứng một điều rằng tôi luôn đồng hành cùng quý vị, đồng hành cùng các anh em. Hơn nữa, tôi hy vọng rằng qua những video như thế này, nó sẽ giúp ích nhiều cho quý vị trong cái vấn đề liên quan đến thị trường tài chính cryptocurrency. Và nội dung chính của video ngày hôm nay đó là áp dụng công cụ Bollinger Band vào trong chơi coin. Thì Bollinger Band là một công cụ rất thông dụng và phổ biến trong thị trường crypto cũng như trong thị trường forex và chứng khoán. Trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, tôi xin nhấn mạnh rằng quý vị nên cân nhắc, tìm hiểu cho thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định của bản thân, cũng như hãy tự chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Và quý vị nên áp dụng một cách linh hoạt, kết hợp các công cụ khác như volume, biểu đồ nến hoặc đường RSI, đặc biệt là kết hợp với chính kinh nghiệm của mỗi người, của quý vị. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Ok, phần đầu tiên, Bollinger Band là gì? Bollinger Band được phát triển bởi John Bollinger. Bollinger Band là một chỉ báo có cấu tạo bằng 3 giải băng, dựa trên công thức tính đường trung bình động giản đơn SMA, từ đó xem xét mức độ biến động của giá cả. Độ biến động dựa trên độ lệch chuẩn được thay đổi khi độ biến động tăng và giảm. Các giải tự động mở rộng khi biến động tăng và thu hẹp lại khi biến động giảm. Giao dịch với Bollinger Band theo nút thắt cổ chai. Phương pháp giao dịch phổ biến mà nhiều trader hay áp dụng nhất đó chính là giao dịch Bollinger Band theo dạng nút thắt cổ chai. Chúng ta biết rằng thị trường luôn luôn thay đổi qua lại giữa những biến động mạnh và nhẹ. Khi thị trường dao động lên xuống trong một vùng biên độ nhỏ trong một khoảng thời gian dài thì báo hiệu cho một biến động càng mạnh sắp diễn ra. Tuy nhiên, sẽ không hề đơn giản để xác định sự biến động của thị trường nếu như bạn là một nhà giao dịch mới. Đây là lúc chỉ báo Bollinger Band thể hiện sức mạnh của mình. Một vùng nút thắt cổ chai xuất hiện báo hiệu cho bạn biết đó chính là khu vực chuẩn bị có những biến động mạnh và quý vị nên sẵn sàng cho một giao dịch. Câu hỏi đặt ra là sau khi tìm thấy một nút thắt cổ chai, làm sao quý vị có thể vào lệnh? Quý vị sẽ chờ một dấu hiệu breakout ra khỏi vùng tích lũy hẹp mà giá đã tạo ra trong khoảng thời gian biến động ở nút thắt cổ chai. Giá breakout lên khỏi vùng tích lũy hẹp, quý vị thực hiện lệnh mua vào. Giá breakout xuống khỏi vùng tích lũy, quý vị thực hiện lệnh bán ra. Giao dịch Bollinger Band dựa trên hai giải băng. Khi giá chạm giải băng trên và giải băng dưới, đây có thể xem là cách đơn giản nhất do giá dao động quanh hai giải băng, giải trên và giải dưới, nên công thức giao dịch là quý vị mua. Chúng ta mua khi giá chạm biên dưới của chỉ báo và thực hiện lệnh bán. Chúng ta bán khi giá chạm biên trên của chỉ báo trên. Thực tế, không nên vào lệnh giao dịch mua hay bán khi giá chỉ chạm vào giải biên trên hay giải biên dưới, vì như thế rất mạo hiểm. Tuy nhiên, nếu thị trường đang trong trạng thái sideways, cứ bật lên, bật xuống, thì phương pháp này lại rất khả thi. Giao dịch theo xu hướng của thị trường. Mấu chốt để sử dụng hiệu quả phương pháp này với Bollinger Band là gì? Tất nhiên, đó là quý vị cần xác định được xu hướng chung của thị trường. Khi xác định được xu hướng chung,
đó là quý vị sẽ có cơ hội tránh được những tín hiệu giả đang cố gắng đánh lừa. Lưu ý đầu giả. Trong cuốn sách của mình, John Bollinger khuyên các trader nên cẩn thận với đầu giả. Điều này xảy ra khi giá phá vỡ một biên độ, sau đó đột ngột đảo chiều và di chuyển theo hướng khác. Tương tự như bẫy giá, đầu giả tăng khi Bollinger Band co lại và giá vượt lên trên giải trên. Tín hiệu tăng giá này không kéo dài vì giá nhanh chóng di chuyển trở lại bên dưới giải trên và tiến hành phá vỡ giải dưới. Đầu giảm giá giả bắt đầu khi giải Bollinger Band co lại và giá phá vỡ giải dưới. Tín hiệu giảm giá này không tồn tại lâu vì giá nhanh chóng di chuyển trở lại phía trên giải dưới và tiếp tục phá vỡ giải trên. Kết hợp Bollinger Band cùng các chỉ báo khác như mô hình nến hoặc là đường RSI. Việc kết hợp Bollinger Band cùng các mô hình đảo chiều, đây là phương thức vô cùng quen thuộc với nhiều trader. Với đường RSI, RSI có nghĩa là chỉ số sức mạnh tương quan, là một công cụ để đánh giá sức mạnh hoặc sự suy yếu của xu hướng chuyển động giá. Đây là phương án giao dịch được chính ông Bollinger Band gợi ý. Về cơ bản, RSI thuộc nhóm chỉ báo dao động, nên chúng sẽ không báo cho trader biết các vùng quá bán dưới 30 và quá mua lớn hơn 70, hay cũng chính là các giai đoạn hội tụ hoặc phân kỳ để xem xét vào lệnh. Rồi, thì ở đây tôi sẽ sử dụng trực tiếp cái đường Bollinger Band kết hợp với biểu đồ lớn để quý vị tiện theo dõi. Ở đây tôi sẽ chọn là Trading View. Trước hết tôi sẽ tạm thời tắt cái đường MA này đi để quý vị dễ nhìn này. Rồi tôi sẽ vào phần cài đặt và tìm đến cái Bollinger Band. Đó, tôi đã bật cái Bollinger Band lên. Tiếp theo quý vị cũng có thể bật cái đường RSI. Thì ở đây tôi đã bật cái đường RSI cũng trong cái phần cài đặt này. Quý vị cũng có thể tạm thời bật tắt cái đường BB Bollinger Band ở cái biểu tượng mắt này. Cũng như trong cái phần cài đặt, quý vị có thể thay đổi cái màu sắc của ba cái đường này. Như ở đây, màu đường giữa tôi để màu đỏ, đường trên, đường dưới tôi sẽ để màu xanh. Và tôi sẽ để cái đường nó lớn lên để quý vị tiện theo dõi. Cũng như quý vị có thể thay đổi cái màu sắc trong cái khoảng đường trên, đường dưới của cái Bollinger Band. Rồi, chọn OK. Thì ở đây, quý vị có thể áp dụng cái Bollinger Band cho chơi hoặc là hold dài hạn. Tất nhiên trong cái trường hợp mà quý vị hold thì quý vị nên chọn cái khung thời gian nó dài hơn như tuần, tháng hoặc là năm. Và quý vị để ý ở đây, đường trên tôi để màu xanh, đường giữa tôi để màu đỏ, đường dưới tôi để là màu xanh. Thì quý vị sẽ thấy rằng dù thị trường có đi lên hay đi xuống thì tất cả các cây nến, biểu đồ nến nó đều nằm gọn trong cái đường Bollinger Band của giải trên và giải dưới. Trong cái trường hợp mà lực mua tăng mạnh, khối lượng volume tăng mạnh thì quý vị sẽ thấy rằng tất cả các cây nến này nó đều nằm phần lớn ở phía bên trên từ cái giải màu đỏ ở giữa. Từ cái giải màu đỏ ở giữa hất lên trên. Thậm chí
là những cái cây lớn nó sẽ đi ra ngoài cái đường banh phía bên trên. Nhưng dù có lực mua mạnh đến đâu thì sau đó cái lực bán quay trở lại thì những cái cây lớn nó sẽ co lại và nó sẽ giảm dần, cũng như nó sẽ làm gọn trong cái dải banh trên và banh dưới. Ở chiều ngược lại, khi lực bán tăng mạnh cũng là lúc thị trường đi xuống, thì quý vị sẽ thấy tất cả các cây lớn này nó sẽ làm gọn ở phía bên dưới, từ đường giữa hất xuống dải bên dưới, thậm chí nó sẽ bám sát cái đường dưới và đi ra khỏi đường banh dưới. Quý vị có thể kết hợp với các biểu đồ lớn để dự báo hoặc đưa ra những cái dự đoán của thị trường nó sẽ chính xác hơn. Quý vị để ý ở đây, khi cái đường giữa màu đỏ nó cắt vào cái cây lớn ở giữa, ví dụ cái cây lớn màu xanh nó cắt cái đường giữa màu đỏ này, mà phần lớn cái cây nến này nó nằm ở phía bên trên, thì ở đây chúng ta cũng có thể dự báo rằng thị trường nó đang trong cái xu hướng đi lên. Và ở cái phần ngược lại, nếu như cái cây nến màu đỏ nó cắt cái dải giữa, mà phần lớn cái cây nến màu đỏ này nó nằm ở phía dưới, thì chúng ta cũng có thể dự báo rằng thị trường nó đang đi xuống. Như phần lý thuyết chúng ta có thể thấy, cũng như chúng ta có thể đặt những cái lệnh mua khi cái cây nến này nó chạm vào cái đường banh phía dưới, thì quý vị có thể chia tài khoản ra nhiều lệnh, cũng như chỉ vào khoảng 10 đến 15% cho mỗi một cái lệnh bán hoặc là lệnh mua. Quý vị có thể đặt chạm vào cái đường banh phía dưới hoặc đặt nó xa ra. Khi nó khớp lại rồi sau đó cái lực mua tăng trở lại thì nó sẽ kéo những cái cây nến này đi lên, cũng như là những cây nến này nó sẽ nằm gọn trong cái khoảng của đường banh trên và đường banh dưới. Trường hợp nếu quý vị khớp được những cái lệnh ở phía dưới hoặc ngoài đường banh dưới này, thì quý vị có thể đặt những cái lệnh bán. Nếu đặt non thì quý vị đặt vào cái lệnh mà nó chạm vào cái dải băng giữa. Còn quý vị muốn đặt cao, đặt xa hơn thì quý vị có thể kết hợp đặt nó vào cái đường banh trên, nó chạm với cái cây lớn phía trên. Nhưng có một điều rất quan trọng quý vị cần lưu ý, quý vị phải phân bổ cũng như là chia tài khoản ra nhiều lệnh để ra vào mua hoặc bán. Mà trong giới trader người ta luôn nhắc rằng dù thị trường có đi xuống đến đâu thì cũng luôn luôn có đô để mua vào. Ngược lại, dù thị trường có tăng trưởng đến đâu thì cũng luôn luôn có coin để bán ra. Đây là một cái câu rất quan trọng, nó thể hiện cho sự phân bổ, cách phân bổ vốn chia tài khoản của mỗi trader. Rồi, thì ở cái biểu đồ này, ở đây quý vị sẽ thấy rằng sau một thời gian thị trường sideways,
Thì đây là cái đoạn nút thắt cổ chai mà quý vị đã nghe qua ở cái phía bên trên của video. Thì sau đó nó sẽ có hai cái xu hướng, một là đi lên, hai là đi xuống. Thì ở đây quý vị có thể kết hợp với các biểu đồ nến, volume giao dịch hoặc là chỉ báo của đường RSI. Trong trường hợp thị trường nó đi lên thì quý vị có thể đặt cái lệnh mua ở cái khoảng này. Và những chỉ báo hoặc dự báo của quý vị mà nó đi xuống thì quý vị có thể đặt những cái lệnh bán ở phía dưới để bán ra. Ok. Và tôi hy vọng rằng qua những video như thế này, quý vị sẽ có những kiến thức, những kinh nghiệm để áp dụng vào trong cái thị trường tài chính cryptocurrency. Tôi xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.